báo Indonesia, VAR đã thắng, chứ không phải Uzbekistan. Có thể nếu không có VAR và công nghệ goal line, Uzbekistan đã không thể thắng trận này, báo viết thêm. VAR gây ảnh hưởng những điểm yếu của VAR là một chủ đề được bàn luận sau trận đấu. Ông Sivercon, 37 tuổi, đã có 11 năm kinh nghiệm làm trọng tài FIFA, từng làm VAR 5 trận ở ASEAN Cup 2023. CA sau đó đã quyết định kiện tổ trọng tài. Trang thể thao đấu của Ritho, báo Okezone đăng bài, trọng tài VAR Sivercon đã khiến Indonesia thua 3 trận tại Pháp ngày 9 tháng 5.